Rồi, lên xe ngồi luôn, đè máy rồi. Dặn ga lên. Dặn. Rồi, hộp. Đây. Con này dễ thử nè, đang ngồi để cho tưới nước cho nó nguội xong rồi là nó có hộp rồi. Rồi, ok, giờ là khoan xe này là mở yên ra đi, yên lên đi, rồi kiểm tra từ cái vòn gì đó lên trước. Này hộp nhẹ thì tầm khoảng vài trăm, chưa tới 1 triệu. Còn mở ra đo kiểm, nếu mà trường hợp phát sinh có thể sẽ tầm khoảng 1,5 triệu tối đa. Rồi, chờ yên lên đi. Này là nặng á, này là thường những xe kia là ta chỉ bị lúc sáng thôi. Đậu nghĩa là đến đây đậu cả tiếng hay tiếng đồng hồ vẫn không có hộp, nghĩa là đề nhưng không hộp luôn, em không hộp. Nhưng mà cái này là vừa đề lên là đã lấy rửa nước cho nó nhanh nguội đó, đậu xong đầu là giờ là dặn là có hộp luôn nè, hộp nặng, giờ hộp này hộp nặng rồi, dài cái chiếc này vài bữa nữa là nó sẽ nặng hơn nữa. Cái này là đặc trưng rồi, hầu như là 10 chiếc thì đều hết 9 chiếc rồi, hên lắm có 1 chiếc nó không bị thôi. Hoặc là chiếc nó bị, nhưng mà hậu giá sáng là bị nhiều. Làm hết rồi, cái lúc làm máy là nó bị dịch. Có nghĩa là sao? Cái lúc mà cái xe của mình á, là cái thời kỳ trước là cái xe mình chưa làm máy á, thì nó đang đồng bộ giữa những cái này. Còn khi mà mình làm máy lại bắt đầu á, là nó bây giờ nói với FB là nó khác, dàn hơi, hoạt động của máy nó khác rồi, xăng lửa nó sẽ tiêu hao khác chứ không giống như là cái lúc đầu nữa. Chưa đâu, có nhiều cái nó đẻ ra khi mà tại sao trước đó không bị, khi làm lại xong bắt đầu là nó đẻ ra nhiều vấn đề lắm. Thì nó gọi là thì cái xe mà nghĩa là mình đi khi mà nó già rồi á, mình làm một bước này á mà dài bữa sau nó cái đầu là nó sẽ lòi ra cái bước khác à. Nên cái này bệnh này mà người ta không hiểu á cũng cực lắm, có nghĩa là mình làm máy thôi, như mình gớt ra mình làm đầu lòng mình gắn vô lại thì chạy vẫn bình thường ngọt hết, mà người ta chạy tầm chừng 10 bữa nó tháng, cái người ta nghĩ rằng là nó bị, cái người ta nghĩ rằng là do làm máy nó mới bị hộc, chứ là sợ là phải hộc là do xăng nữa. Cái đúng cái này thường đó là nó yếu hơi á, dàn hơi nó yếu á là nó cũng hộc, nhưng mà mới vừa làm dàn hơi căng lại rồi chắc chắn không thể nào mà hộc cho dàn hơi được đó. Rồi em lấy đồng hồ của em đo qua bên sườn, mở bu ghia cho anh luôn. Cái xe này như là cái lúc mà người ta làm máy vô xong á, người ta không có reset là hay sao á, tại sao đây không nè, anh nhìn ở đây à, đây là nó đang có một cái đây là nó đang báo lỗi nè, nó đang có cái lỗi lịch sử nè nha, để xem cái lỗi nào. Giờ mình vô đọc lỗi nè, đây nó báo lỗi mà ECT với lỗi với CKB nè, nó đang có hai cái lỗi đó. Đây này là lỗi quá khứ nè, không biết chứ đó có sói hay không, nhưng hiện tại giờ là nó đang là lỗi quá khứ, nó là nó có nè, nên nó làm rồi cái xong cái đỡ rồi cái còn. Rồi như xe này là cũng có remap rồi nè, không nè, phát hiện ECM đã bị remap ở thiết bị khác nè đó. Rồi giờ vô xem là đã nạp gì nè, ôi nãy giờ nạp nè 4767 rồi không gì, rồi mở quia rồi bu ghia ổn để rồi đem bị hộp xăng lửa không đều đèn bị remap. Rồi, ok, chứ trước mắt giờ là xóa cái mã lỗi cũ của nó đi. Đó, giờ đọc lỗi lại thì giờ là không còn lỗi nữa. Thì kiểm tra lại xem có chúng ta có cầu điện trở hay cầu bậy gì không? Để kiểm tra đo lại hết tất cả những thứ này đi. Một lát nữa rồi cho nó về lại cái map zin lại. Rồi, cái xe này nói chung là trước mắt là mình sẽ thay lại cái bô bên sườn anh em. Bô bên sườn xe nó quá già là thông số nó yếu rồi, mình thay lại bô bên sườn zin mới nha. Đây. Đó. Cái chụp bô ri. Sau đó thì mình nạp cái phần mềm này lại về zin nha anh em. Đây. Nạp phần mềm này về zin nè. Hồi nãy là mình phát hiện này xe nó bị map đúng không? Bật quá lên đi đúng không? Rồi. Đây, sau khi mình nạp về zin xong thì đây là nó sẽ không có báo phát hiện gì map anh em. Đây. Đó. Mà máy mình không báo nữa, mình bấm vô phần này chỉnh F đây em thấy không, đây là nó không có hiện cái chữ mà đã được ghi map nữa, mình trả lại gì zin em không, AB11 anh em đó. Rồi ok thì mình sẽ nạp file bằng đi, mình sẽ nạp map từ cái điện thoại này cho xe, là mình đã nạp xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ test lại xe anh em, xe nãy giờ cũng nó xịt nước cũng đã nguội rồi, thì mình cho em coi cái nhiệt độ nha, cái nhiệt độ của cái xe. Còn những xe nào mà đến tiệm mình mà để lâu nó cũng không ngọt, không có hợp á,
những cái đó anh em muốn dứt điểm này nên để xe lại tiệm nha. Giờ mình sẽ vô trong cái phần mà thông số anh em, mình sẽ coi cái nhiệt độ nước làm mát anh em. Đây nhiệt độ đây là đang là 35 độ anh em. Đây rồi, ok, thả máy lên. Rồi chặn chặn ga, chặn chặn máy lên. Còn không, còn miếng đúng không? Rồi ok, mình sẽ canh chỉnh thêm miếng chứ anh em, nó vẫn còn mờ một chút nha, chưa hết hẳn nha anh em. Kiểu như là 10 phần hồi nãy là nó hết được 8 phần rồi đó. Cái này là do mình giật mạnh tay ga anh em, đây nè đó, nhưng thường thường đúng AB là chỉ cần như vậy thôi đó, thấy không? Như vậy thì nếu mà giật ga này là nó đang rất là ngọt rồi nè, nhưng mà ta chỉnh cái xe này thêm một miếng nữa rồi để vô rồi ok anh em. Giờ sau khi mình vô mình canh chỉnh thêm miếng thì mình cũng đã rửa nước anh em, nó ngâm nước rồi, nhiệt độ giờ đang là 35 độ đó. Thì hồi nãy thì cái xe này đến đây với tình trạng là mình xịt nước xong á là nó nguội là nó hợp nó, giờ mình không xịt đi chen gì để mình test lại anh em. Rồi nổ máy em, rồi dặn rồi, hiện tại là giờ đang rất là ngọt ngào anh em, không có hợp nha đó. Thì khi mình phối hợp như thế này nè, thì khi nào mà dạng như cái xe này mà sáng sớm có bị hợp lại thì lúc đó là mình sẽ canh thêm sau anh em. Tại vì nhất tại là xe này lúc nãy nó hợp rất là nặng luôn, đến đây là hầu như là đậu xong mình đi rửa nước vậy nè, đậu nguội xong ba mấy độ là nãy là vậy, nó hợp rất là nặng luôn, nhưng bây giờ thì là không còn nữa anh em. Đây nè, đó, rồi giờ mình sẽ cho chủ xe chạy thử một vòng anh em, đó, rồi sau đó này bỏ yên anh em, rồi sau đó mình sẽ coi là xe này là nó đã đạt anh em. Trong là mình chia sẻ với anh em vấn đề là khi mình cách làm của mình là khi nào đến đây mình test xe mà nó bị thì mình sẽ chỉ nó dễ hơn. Có những xe anh em mang đến đây mình test nó không có bị, anh em nói là chỉ bị buổi sáng chút xíu thôi là nó hết, thì mình nói cái đó một là anh em đi đỡ, hai anh em muốn chỉ với cái đó anh em phải bỏ xe lại cho mình thì mình chỉ được anh em. Chứ còn anh em mà kêu là chỉ lại giờ để mà hết thẳng thì mình không có bao anh em đó. Như xe này chị thì mình sẽ những kiểu xe phích hợp cái đầu như thế này là mình bảo hành 3 tháng, trong 3 tháng này nó bị hợp lại thì mình sẽ phích lại miễn phí, không có tính tiền anh em. Rồi bỏ yên vô đi em. Thôi đó, mình test đi, nó đang nguội luôn á, giờ đang ướt đang nguội luôn. Rồi đúng không? Rồi, giờ là hiện tại giờ là đang không có hợp đó đúng không? Kéo nó ngọt đúng không? Rồi. Chỗ này là em bảo hành 3 tháng nha. Đó, rồi xong rồi bắt hết vô đi.